trình phố Osa TV ở Nam California, Hoa Kỳ. Câu hỏi thứ nhất xin hỏi là hồi nãy ông có trình bày là về liên quan tới dự luật bật biểu tình đó, thì sẽ đưa ra dự luật vào giữa năm 2015 và sẽ thông qua vào cuối năm 2015. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là xin cho biết là Quốc hội kỳ này đã bàn về những khía cạnh nào của cái vấn đề và vấn đề nào của dự luật biểu tình, và xin nói rõ là cái tiến trình để mà từ cái dự luật cho tới thành cái luật biểu tình đó nó sẽ như thế nào. Câu hỏi thứ hai là kỳ họp Quốc hội này có đưa ra những cái luật hoặc là những cái dự luật nào liên quan tới người Việt Nam ở hải ngoại hay không, vốn là bây giờ là đã có trên 4 triệu người ở khắp nơi ở ngoài Việt Nam. Xin đó. Rồi, tôi xin trả lời hai câu hỏi của phóng viên báo Hoa Sang Mỹ. Nhất là về cái cuộc biểu tình, thì cũng tại hội trường này, tại đầu kỳ họp, thì có một phóng viên hỏi tôi câu hỏi này là cái luật biểu tình có đưa vào trong chương trình xây pháp luật không? Thì lúc đó tôi trả lời là không. Nhưng mà trong quá trình mà khi tham gia vào xây dựng chương trình xây dựng pháp luật của điều chỉnh năm 2014, năm 2015 và toàn khóa nhiệm kỳ 13, thì tiếp thu ý kiến của vị đại biểu Quốc hội, thì Thường vụ Quốc hội đã đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của năm 2015 và của khóa 2013 là có luật biểu tình, và luật này sẽ được thông qua hai kỳ họp. Và ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 7 này thì Quốc hội sẽ có một cái nghị quyết về cái việc thực hiện các cái xây dựng pháp luật này, có sẽ có sự phân công về cái việc là thẩm định luật này, và Quốc hội và Chính phủ sẽ có phân công những cơ quan để mà soạn thảo cái luật biểu tình này và sẽ được thông qua cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11 ở đấy báo cáo về mình này. Thế còn về vấn đề liên quan đến nước hải ngoại thì tại kỳ họp này thì chúng ta đã sửa cái nghị quyết về quốc tịch. Và vừa rồi thì ông Sĩ Dũng cũng đã thông báo thông tin, chúng ta đã sửa cái điều của luật quốc tịch Việt Nam, tức là sửa cái điều khoản 2, cái điều 13 đó. Thế thì theo như cái quy định cũ đấy, luật cũ đấy, thì người Việt Nam định cư nước ngoài mà chưa bị mất quốc tịch Việt Nam thì theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày luật này có hiệu lực, tức là ngày luật đó là ngày 1/7/2014 hiệu lực, thì phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam trong thời hạn 5 năm kể từ ngày luật quốc tịch Việt Nam có hiệu lực. Thế thì qua các vị theo dõi thì qua cái việc mà quá trình mà thảo luận thì đa số đề của Quốc hội thì đề nghị là bỏ quy định về cái việc đăng ký quốc tịch Việt Nam, bởi vì có cái quốc tịch là một cái quyền dân sự, quyền nhân thân cơ bản của người dân đã được pháp luật ghi nhận rồi. Thế thì chúng ta đã sửa lại là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam thì trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Thì là chắc là bà con chúng ta ở nước ngoài nghe thông tin này chắc là rất phấn khởi. Và xin mời các cái phóng viên khác và xin mời phóng viên. Vâng, cảm ơn đến từ báo đầu tư ạ. Tôi có hỏi thứ là cho anh Nguyễn Dũng ạ. Thưa ông Dũng, sáng nay cái dự thảo nghị quyết về chất vấn do anh Vĩnh Phúc trình bày ở trên Quốc hội có khẳng định rằng là cái việc vay nợ về để trả nợ được giảm tạm thời trước mắt và nó sẽ phải được sửa theo một số cơn sau. Tôi xin hỏi ông Nguyễn Dũng, tức là bao giờ chấm dứt cái tình trạng phải vay về để trả nợ, tức là giật của vay vay về trả nợ thì chấm dứt gì? Và thứ hai, câu hỏi thứ hai là hiện tại thì lãi suất thị trường đang thấp thì phải vay về trả nợ thì còn có lãi, nhưng giả sử bây giờ lãi suất tăng lên thì liệu có tính giải pháp là vay về để trả nợ hay không? Và cuối cùng thì tôi cái này tôi không phải là câu hỏi mà tôi muốn lên báo cáo cuối cùng của Quốc hội, thì tôi muốn nói với anh Phúc là trong cái kỳ họp vừa qua cũng rất là tốt, nhưng chỉ có điều là khoai rất là tồi, và khoai có thực hiện khoai ở trên mạng chúng ta ấy, có từ ngày 20 tháng 5 cho đến 26 và hầu hết không có, ảnh rất là ít và khoai rất là chậm.
Vì thế chúng tôi rất mong muốn hội đồng đáp ứng đầy đủ các ảnh các đại biểu phát biểu để cho viên dẫn tác nghiệp những ảnh tại trung tâm báo chí về để thành nghề ngay, không cần vì chúng tôi không xuất vào hội trường ảnh và đây là đầy đủ đấy không thể. Rồi, xin mời anh Dũng trả lời câu hỏi. Để anh đứng được không? Để nói với con. Xin tiên là chút là cảm ơn chị phóng viên tôi chắc là các chị ở trên kia và chịu cái trách nhiệm trả lời chung của tôi nên là kính phần đến dự được may mắn để cung cấp thêm thông tin cho nhà báo trực tiếp và tôi nghĩ có một số các báo khác cái chương trình quan tâm. Chúng ta biết là tình hình thu ngân sách của chúng ta cho tới 5 tháng đầu năm thì có thể nói là cái tiến bộ và cái kết quả khá mừng trong báo cáo của chính phủ. Có 50 địa phương là chúng ta thu cái ngân sách đạt theo cái dự toán đã đặt ra và 13 địa phương thì không đạt được cái đặt ra. Nhưng cho đến nay cái tình hình của chúng ta thu ngân sách là đạt cái khó khăn và chúng ta hình dung như thế này, cứ mỗi một ngày cái giá trị một đất là ngân sách nhà nước của chúng ta là thu vào khoảng gần 3.000 tỷ đồng và cái việc của chi ngân sách thì khoảng cũng tương tự như vậy và cái bộ chi ngân sách của năm tháng đầu năm thì cũng trên 50.000 tỷ đồng trong cái phạm vi cho phép. Còn nói về vấn đề nợ công thì báo cáo với các vị đại biểu đồng chí phóng viên báo chí là theo chương trình chung của Quốc hội thì Ủy ban Tài chính ngân sách sẽ tiến hành giám sát tình hình nợ công và sẽ báo cáo tại Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 về kết quả giám sát tình hình nợ công hiện nay theo cái mức trần nợ công của Quốc hội cho phép là không quá 65% và theo báo cáo của chính phủ thì vẫn đang ở trong cái giới hạn an toàn. Nhưng Ủy ban Tài chính ngân sách của chúng tôi vẫn khuyến cáo và chúng tôi không nói là trong giới hạn an toàn mà chúng tôi nói hiện nay đang ở trong giới hạn cho phép. Còn nhà báo có nói bảo cái tình hình mà có thể bao giờ chấm dứt được không thì chúng ta biết rằng là hiện nay tình hình ngân sách của chúng ta nguồn thu rất nhiều khó khăn, đang trong quá trình phát triển chúng ta đòi hỏi rất nhiều tiền để xây dựng, để phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt vừa rồi chúng ta biết trước tình hình tiền đâu hiện nay thì Ủy ban Tài chính ngân sách đã tham mưu trình ra Quốc hội để chúng ta phải chi 16.000 tỷ phục vụ cho việc kiểm ngư cho cảnh sát biển các hoạt động phục vụ trong biển Đông. Còn hiện nay thì báo cáo với các vị là chúng ta vay ngân sách đối với vay của nước ngoài thì khoảng 50% cái số nợ dài hạn, còn lại 50% vay ở trong nước thì báo cáo với các vị là vay ở trong nước hiện nay chúng ta là vay ngắn hạn, vay của các ngân hàng thương mại, cho nên là cái tình hình đảo nợ phải trả nợ là đang đòi hỏi rất là bức thiết. Trong một bối cảnh quy mô ngân sách tài chính còn khó khăn như vậy thì đến bao giờ chúng ta mới chấm dứt cái chuyện vay trả nợ thì tôi nghĩ là chúng ta còn rất khó khăn mà chúng ta phải tích cực làm nào mà thắt lưng của tiết kiệm để làm thế nào đảm bảo mà trả được cái khoản nợ đến hạn được. Chứ còn tôi nghĩ rằng là cái mong muốn của cái công tác quản lý tài chính của một quốc gia cũng như mỗi một gia đình là nào chúng ta sẽ bớt đi những khoản vay nợ mà làm như thế nào mà càng giảm không vay nợ được càng tốt. Nhưng trong quy trình phát triển thì báo cáo chúng ta cũng rất cần những nguồn vốn đầu tư và chúng ta vay nợ để đầu tư để phát triển. Đây là trong xu thế phát triển chung của thế giới chứ không phải chúng ta vay nợ vào để chi cho tiêu dùng thường xuyên. Mình xin cung cấp thêm thông tin nhà báo như vậy sẽ thông. Đấy, xin mời các phóng viên khác. Vâng. Xin mời. Nãy giờ một số phóng viên bạn có hỏi liên quan tới là về cái vấn đề dàn khoan hải dương 981 thì có nói là ra tuyên bố mà không ra nghị quyết. Thật sự cho tới giờ tôi vẫn chưa phân biệt được, có thể cho biết là nếu mà ra tuyên bố nó khác với đặt ra cái nghị quyết từ quốc hội nó khác như thế nào, và nếu không ra nghị quyết thì vì sao, lý do gì đã không đưa ra một cái nghị quyết chính thức từ quốc hội như vậy về cái vấn đề rất là nóng hổi như vậy? Thực ra thì đối với việc là ra nghị quyết hay là tuyên bố thì tôi nói rằng là cái tuyên bố hay là gọi là thì thực ra cái nội hàm bên trong của nó, cái nội dung đấy nó thể hiện rất rõ. Tuyên bố thì khi tuyên bố trước là thể hiện cái nội dung trong một cái việc là trước quốc tế trong nước nước ngoài thể hiện cái ý kiến của quốc hội đối với vấn đề và vi phạm của Trung Quốc việc luật pháp quốc tế, thể hiện phản đối cái việc đó. Còn đối với việc mà nghị quyết thì nó lại khác. Với nghị quyết thì
nó khác nhau, nó khác nhau. Nghị quyết tức là nghị quyết thì nó nghị quyết thì nó đòi hỏi là chúng ta phải có một cái quy trình, thế rồi nó phải có một cái, tức là khi mà đến tùy theo cái mức độ, cái tính chất mức độ thì mới ra nghị quyết. Thế nên cái này là mà trong quá trình Quốc hội cũng phải cân nhắc cái này, cân nhắc cái này, cân nhắc nghị quyết này thì cái mức độ nó khác nhau. Và cái này thì anh Tuấn thêm những cái này. Xin thưa với bạn Hùng Việt, thế việc tại sao Quốc hội chúng ta nghị quyết mà chỉ ra tuyên bố? Thế tôi nghĩ đây là vấn đề rất lớn, chính tuyên bố là vấn đề quan trọng hơn, bởi vì mỗi khi Quốc hội chỉ ra một nghị quyết và nghị quyết đấy nêu các vấn đề chung trong kỳ họp Quốc hội, kể cả các vấn đề luật. Thế nên sau khi mỗi kỳ họp Quốc hội chỉ ra một nghị quyết và cùng với nghị quyết thì Quốc hội ra một tuyên bố, đấy là nhấn mạnh một vấn đề. Chính vì vậy tuyên bố này đã khẳng định và nhấn mạnh một vấn đề liên quan đến Biển Đông, liên quan đến việc Trung Quốc đã đặt hàng quan Hải Dương 951 trái phép trong vụ đặc quyền kinh tế và chính trị của Việt Nam. Xin cảm ơn. Tôi là phóng viên đăng biên phòng của Biên báo Đất Việt. Tôi xin có hai câu hỏi gửi đến chủ tọa. Trước hết là về cái luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thì trong kỳ họp vừa rồi thì đã nhận được rất nhiều cái ý kiến phản biện của các đại biểu không đồng tình với cái việc mà tăng tuổi nghỉ hưu. Thế thì trước các ý kiến phản biện như vậy thì Quốc hội có sửa lại luật này không và dự kiến khi nào sẽ trình? Và câu hỏi thứ hai liên quan đến cái dự án BOSIT thì ngày hôm qua thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ra cái nghị quyết giám sát về dự án BOSIT. Vậy thì cái nội dung giám sát này là gì và cái đã tiếp thu các ý kiến phản biện ra sao? Và nếu như thật sự mà dự án lỗ không hiệu quả và xin ưu đãi cắt những cái quyền lợi của người dân đi thì có tính đến phương án dừng hay không? Tôi xin hết ạ. Cái đề luật bảo hiểm xã hội thì hiện nay đó là vấn đề luật mới xin ý kiến, có nghĩa là Quốc hội chưa thông qua, mà luật là chưa thông qua có nghĩa là còn phải được điều chỉnh qua các thông tin đa chiều và tổng hợp từ nhiều phía, từ các chuyên gia, từ những người công chức viên chức và các thành phần để làm sao cái bảo đảm cái luật nó đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội. Do đó là bây giờ cũng không thể nói tiếp thu hay không tiếp thu, vì vấn đề này là còn tổng hợp và tiếp tục là chúng tôi sẽ lấy ý kiến rộng rãi ở từng địa phương, từng lĩnh vực và kể cả lấy ý kiến trong nước và nghiên cứu một số nước nữa. Vâng, xin cảm ơn bà Khán. Câu hỏi thứ hai xin mời Nguyễn Văn Phúc, Ủy ban Kinh tế trực tiếp là tiếp và giám sát về cái vấn đề này. Xin mời anh Phúc. Thưa quý vị, các bạn thân mến, đây là câu hỏi của phóng viên về nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát về hai cái dự án Bưu điện Tây Nguyên ấy, thì phóng viên chắc có cái nghị quyết trong tay rồi đúng không ạ? Thì cái nghị quyết này cũng khác. Thế còn cái nghị quyết này cũng thể hiện một cách cô đọng khái quát nhất cái đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát của đoàn giám sát. Đoàn giám sát tức là báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nêu ra những cái mặt được, mặt chất được, những nguyên nhân và đề ra những cái yêu cầu đối với chính phủ, các bộ ngành, các địa phương trong việc tiếp tục triển khai hai cái dự án BOSIT ở Tây Nguyên. Đây là hai cái dự án hiện nay ở cái mức độ là thí điểm. Và sau đấy thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu trong một thời gian thì phải có một cái tổng kết để báo cáo lại Quốc hội để mà quyết định những cái chủ trương tiếp theo. Thế còn những cái kiến nghị, phóng viên hỏi các kiến nghị về của chủ đầu tư hay là của các bộ liên quan đến các ưu đãi thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa quyết định. Trong cái nghị quyết đấy các vị phóng viên có thể tìm hiểu thì thấy là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu tiếp tục nghiên cứu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay là Quốc hội theo thẩm quyền. Ví dụ như là đối với các cái vấn đề liên quan đến lại cái thuế thì đương nhiên phải ra Quốc hội.
Đấy, còn đối với những vấn đề như thuộc thẩm quyền ủy ban quốc hội thì tổng ủy ban quốc hội sẽ quyết định. Thì tôi cũng xin phép cung cấp thêm thông tin như vậy để các phóng viên có thể hiểu thêm. Xin cảm ơn. Rồi. Tôi xin cấp thêm này. Trong cái dự án mua ship vừa qua ấy, thì phải nói rằng là chúng ta cũng rất mừng đấy. Mừng là chúng ta cũng băn khoăn về cái việc xử lý cái vùng đỏ. Nhưng mà vừa qua thì tại phiên họp thường vụ quốc hội vừa qua thì chính phủ các ông chí có đã báo cáo là cái vùng đỏ đó của Việt Nam ấy, một công ty Việt Nam ấy, thì có rất nhiều cái hàm lượng thép, đằng sắt. Và đến nay thì sử dụng thì cái vùng đỏ thải ra ấy, chính là nguyên liệu đầu vào cho cái việc sản xuất thép. Và hiện nay có một cái nhà máy mà đã sản xuất thử cái này. Và các đồng chí đã mang cái mẫu thép sản xuất từ cái bùn đỏ đó lên cho tại phiên họp thường vụ quốc hội để mà chứng minh rằng là cái bùn đỏ Việt Nam có thể sản xuất ra thép. Tuy nhiên thì còn đang quá trình nghiên cứu để tính toán xem là cái hiệu quả, cái giá trị cái sản xuất thép từ bùn đỏ thế nào. Nhưng có một điều là cái việc này nó sẽ giúp cho cái việc là tiêu thụ, giúp cho việc giảm áp lực về cái bùn đỏ đi mà thành từ cái phế liệu thành cái sản phẩm nguyên liệu thép rất là tốt. Để đấy là cái hiệu quả. Bây giờ tôi rất muốn rằng là trong hội trường này có rất nhiều phóng viên nước ngoài, thì rất mong muốn là các bạn phóng viên nước ngoài sẽ có những câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi. Thì trong khi các bạn đang chờ đợi, đang suy nghĩ thì xin mời phóng viên. Tôi là Thủy Trung, tôi vào trong internet. Tôi xin phép trao đổi một chút về cái thông tin mà Thứ trưởng Trương Minh Tuấn vừa đưa ra vừa rồi. Thì ông Tuấn có nói là quốc hội không đưa ra nghị quyết, mà bởi vì là mỗi kỳ quốc hội thì chỉ có một nghị quyết. Ngày thì tôi hơi băn khoăn một tí, bởi vì rõ ràng một kỳ quốc hội không chỉ có một nghị quyết. Ngoài nghị quyết chung về kinh tế xã hội thì còn có những nghị quyết chuyên đề khác, nghị quyết giám sát, nghị quyết chất vấn, nghị quyết thậm chí trong kỳ này có nghị quyết về vấn đề giảm nghèo. Như thế có nghĩa là một kỳ họp không phải chỉ có một nghị quyết. Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với ông Nguyễn Minh Tuấn ở chuyện là một cái tuyên bố tập trung vào một vấn đề cụ thể thì nó sẽ có tác dụng lớn. Tuy nhiên đó không phải là câu hỏi, đó chỉ là chia sẻ của tôi lại với ông Thứ trưởng Trương Minh Tuấn. Còn câu hỏi của tôi là nếu như mà kỳ họp quốc hội này chưa ra một cái nghị quyết về Biển Đông, thế thì sắp tới đây cái diễn biến của Biển Đông sẽ còn rất phức tạp. Thế thì thường vụ quốc hội vốn là cơ quan quản lý công việc của quốc hội giữa hai kỳ họp thì có thể có thẩm quyền, có cơ chế để đưa ra bất cứ một cái ý kiến chính thức nào mạnh mẽ hơn cái thông cáo số 2 của quốc hội vừa rồi hay không, nếu như tình hình thực sự diễn ra căng thẳng và và xin cảm ơn phóng viên. Thế thì nói rằng chúng ta như tôi nói ban đầu, tức là chúng ta phải căn cứ vào cái tình hình diễn biến để chúng ta có những cái ứng xử cho phù hợp. Và tuyển nước chúng ta vừa qua nó có những cái tuyên bố, cũng có cái phát biểu này, có phát biểu tuyên bố của chủ tịch nước rồi, rất là rõ ràng. Bây giờ xin mời các cái phóng viên nước ngoài, các bạn có ý kiến, có câu hỏi không? Rồi, xin mời phóng viên đến nhiệt tình rồi, phóng viên ngôi sao Mỹ. Trong đó, trong khi đợi các bạn phóng viên nước ngoài thì tôi cũng xin hỏi thêm một câu nữa. Được biết là vừa qua quốc hội cũng có nói tới và cũng nhiều người nói tới, vì sau cái vụ Trà Quan Hải Dương 981 thì nhiều người đặt lại cái vấn đề là Việt Nam vì về mặt kinh tế thì bị ảnh hưởng rất nhiều, nếu không muốn nói là bị lệ thuộc rất nhiều vào phía Trung Quốc. Mà cụ thể là ông đại biểu quốc hội, chủ tịch tổng công đoàn lao động Việt Nam, ông cũng đã nói tới những vấn đề là những cái dự án thầu thì thường trên 90% là phía Trung Quốc đạt những cái dự án thầu đó. Nói tóm lại là rất nhiều cái vấn đề lệ thuộc vào phía Trung Quốc. Thì không biết là với cái tình hình hiện nay ở Biển Đông như vậy thì quốc hội vừa qua đã có những cái kế hoạch hay những cái ý kế như thế nào để mà trong những cái năm tới, trong tương lai là cái việc đó nó được cải thiện đi. Xin lỗi. Rồi, cảm ơn phóng viên. Có lẽ xin mời đồng nghiệp tôi là Trương Minh Tuấn trở lại gọi. Cho nên là tôi xin khẳng định lại là Việt Nam không lệ thuộc kinh tế vào đất nước là và quốc gia nào hết. Đất nước Việt Nam chúng tôi luôn luôn tự chủ về kinh tế. Đương nhiên trong cái vụ xung quanh vụ Trung Quốc thả Trần Quang Hải Dương 981 và những cái sự kiện đáng tiếc mà đã xảy ra một số khu kinh tế mà chúng tôi đã xử lý, thì đương nhiên có ảnh hưởng đến tác động đến kinh tế Việt Nam.
tuy nhiên cái hành động đấy không phải là lớn. Và chính vì vậy chúng tôi đã khẳng định lại một lần nữa, chúng tôi tự chủ được hoàn toàn, và Việt Nam không phải, Trung Quốc không phải đối tác duy nhất trong kinh tế làm ăn của Việt Nam. Chúng tôi còn rất nhiều đối tác khác. Và hiện nay các bạn biết, trong quan hệ quốc tế chúng ta luôn luôn quan hệ đồng đẳng và với tất cả các quốc gia trên thế giới. Tôi nói với hãng tin luôn đó, tôi xin hỏi là liên quan đến cái việc mà chúng tôi gửi tiếp 4 sản phẩm, di chuyển 4 sản phẩm nữa vào Việt Nam, xin cho biết ý kiến. Thứ hai, đấy là thứ hai là trước kỳ khi mà kỳ họp mới bắt đầu thì Quốc hội đã nói là sẽ không xem xét cái việc yêu cầu chính phủ điều chỉnh các cái mục tiêu kinh tế năm nay, nhưng mà tình hình đến cho đến bây giờ thì sau hơn 1 tháng thì liệu cái nhận định này có còn, tức là liệu có khả năng nào đó mà Quốc hội sẽ yêu cầu chính phủ điều chỉnh lại các cái chính sách kinh tế của người dân hay không ạ? Vâng, xin mời anh Dũng Tuấn trả lời câu hỏi nhất. Tôi xin trả lời câu hỏi nhất. Cái việc biển Đông không phải cái biển của quốc gia nào cả. Việc Trung Quốc điều 4 lần khoan hay là 10 lần khoan đến khu vực biển Đông cũng là chuyện sự bình thường. Nhưng vấn đề là điều ở đâu? Bây giờ tất cả chúng ta đều mới chỉ nghe thông tin, chứ chưa biết là Trung Quốc đã điều ở đâu. Nếu điều vào Hải Nam thì cái việc này của họ. Nhưng điều vào vùng đặc biệt kinh tế thì cũng bị của quốc gia nào, quốc gia đó lên tiếng. Và bây giờ chúng ta mới chỉ nghe thông tin. Còn chắc chắn các bạn cũng như chúng tôi chưa biết Trung Quốc sẽ điều ở đâu, họ mới chỉ tuyên bố. Cảm ơn Trung Tuấn. Và đây là cái mục tiêu kinh tế chúng ta phải nhiệm kỳ cho cả năm. Chúng ta mới đến nay có tháng 5, 5 tháng nhưng chưa có cái gì để mà chúng ta có thể nói là sửa cả. Mà vừa qua 4 tháng rất là tốt. Đó. Tình hình thu ngân sách quá rất là tốt, vượt kế hoạch 15%. Thì tôi nghĩ rằng là chưa có cái việc gì chúng ta phải điều chỉnh. Có đáng rằng là xin có lẽ thời gian chúng ta không còn nữa, và hôm nay chúng tôi cũng đã chúng ta cùng nhau trao đổi một tiếng hồ rồi, thì cũng rất là một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn những các đồng nghiệp của tôi cũng đã cùng các bạn trao đổi làm rõ các vấn đề, và cũng xin cảm ơn các nhà báo trong nước và các bạn phóng viên của báo nước ngoài và các bạn phóng viên trong nước cũng đã chia sẻ những cái vấn đề nội dung mà các bạn quan tâm. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe tại các vị.